Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay em xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn một số hình ảnh của cái vườn mít trồng chen trong vườn sầu riêng. Thì cũng có một số bạn có yêu cầu em chia sẻ cái vườn trồng mít chen sầu riêng ha, để mình xem tham khảo. Thì hôm nay em cắt cái vườn mít này thì cũng người ta trồng chen trong vườn sầu riêng nè. Bây giờ mình đi vô mình xem tham khảo nha. Ở đây chủ vườn trồng V6. Mít đợt này nó cũng hết trái. Thì đây là tình hình chung của tất cả các vườn. Để đi sâu vô hơn. Mà sầu riêng thì sầu riêng ở đây cũng hôm vừa rồi bị nước mặn, cho nên là nó cũng đang hồi phục chứ nó cũng không xanh tốt. Cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Mít thì đợt này nó chỉ vậy. Những lúc trước thì trái nó rất là lớn, rất là đẹp, nhưng mà cái kháng này thì nó trái nó cũng không được lớn mà nó cũng xấu. Giờ phía sau đây là những cái cây sầu riêng trồng năm 1999. Có những cây thì thu hoạch thì có đạt 500 kg, trên 500 kg. Mỗi cây trên 500 kg trái nha. Đợt vừa rồi thì gặp nước mặn thì nó cũng bị hư. Như bên đó thì cây sầu riêng 6, bên dưới đây thì mít. Thì trồng như thế này khi mình xử lý thì nó cũng bị ảnh hưởng chút đỉnh thuốc, cho nên là lá mít nó hơi quéo quéo, hơi nhỏ. Mít thì đợt này trái nhỏ, da cũng không được xanh. Thì cái vườn này lúc này đang là nghịch cho nên là ít trái. So với các vườn sầu riêng khác thì cái vườn này thì đang hồi phục tốt, tại vì được rồi mặn quá lâu đi mà ảnh hưởng nhiều đến cây sầu riêng. Cái gốc này thì những khi mà rộ, khi mà lúc trước thì thu hoạch đến trên 500 kg trái, trồng năm 1999. Sầu riêng rất là đẹp. Cây này sầu riêng này cái tàn nó rất là lớn. Cái thân nó thì một người ôm không giáp đâu, to lắm. Mít thì nó vẫn tốt thôi. Thì hiện tại các vườn mít cũng ít trái rồi, cho nên là vườn này cũng có lai rai chứ không có nhiều. Lúc thuận mùa thì cái vườn này thu hoạch rất là nhiều mít, cắt một lần là tầm tấn mít, ít thì cũng vài trăm ký.
Đối với vườn này thì sầu riêng trồng năm 1999 tới nay thì mít người ta vẫn chen canh được ở trong cái vườn sầu riêng, tại vì cái tán sầu riêng nằm trên cao, còn mít thì nằm ở dưới, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cái vườn này thì hôm chưa có nước mặn thì mình vô đây nhìn rất là đẹp, nhưng mà nay do nước mặn cho nên nó cũng không được xanh tốt. Không, mít bên đây thì rất là tốt, phát triển rất là bình thường. Đó, cây cũng hồng hào, da láng. Mít cũng đeo trái, cũng đang có trái, nhưng mà trái cái lón này không được đẹp. Rồi, một số hình ảnh chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.